Lệ Vân, và lần nữa đầu tiên xin cho Vedette Diệu Thu Phương và anh Hùng Lý gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Phát Viên Chiên nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 1, là ngày gì nè anh Hùng ơi? Là ngày chị bạn không biết cái ngày gì đó ta, hình như là cái ngày vợ chồng biết hai làm gì chở nên cũng không biết nữa, lên chở mới biết được lận, mà sao biết nó đưa thiệt cho mình là cái gì nữa, chắc mình không biết chữ không đọc được hay gì. Anh Hùng thì nói vui như vậy thôi, hôm nay là ngày đám cưới của chị hai với là anh Hạnh nha, thì em với anh Hùng Lý không có biết nói gì hơn thì ngoài là chúc cho anh hai với lại chị hai trăm năm hạnh phúc nha mọi người nha. Còn anh Hùng Lý có muốn chúc điều gì với chị hai không ạ? Anh ơi thì giống như là lên kênh của Thu Phương thì Hùng Lý cũng gửi lời chào đến mọi người mà đã yêu mến kênh của Thu Phương. Hùng Lý cũng ít có dịp được lên kênh của Thu Phương, thì mỗi lần có dịp lên clip của Thu Phương thì cảm thấy là rất là vui, giống như là mình được trò chuyện thêm một số lượng anh chị em mới gì đó. Thì bây giờ là sẵn đây thì Thu Phương với Hùng Lý đang đứng ở trước cái nhà hàng để chuẩn bị đi vào để chúc mừng bé hai và em Hạnh, thì cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà, và cũng sẵn đây thì chúc cho em bé hai và em Hạnh hai người sẽ trăm năm hạnh phúc. Và cái tiệc ở trong đó phải vui như thế nào và có ai và ai thì mình quan trọng, thì mọi người sẽ chờ đón nha mọi người nha. Và mong là mọi người luôn luôn yêu thích và ủng hộ anh Hùng Lý nha mọi người nha. Đây là một người anh trong cộng đồng LGBT mà em rất là mến luôn. Và sau đây là hai anh em sẽ đi vô nhà hàng Bách Việt nha mọi người. Hãy đi theo chân qua đấy Vũ Đô Phương và anh Hùng Lý nha. Đi theo nha mọi người. Dạ. Không, bữa là đi sinh nhật đó hả? Dạ, dạ không phải là em. Không phải bữa sinh nhật của bên bé Don là sinh nhật là ai đi đúng không? À, Bò Nhi. Bò Nhi, Bò Nhi, Bò Nhi. Đúng rồi. Ok nè. Hello chị đó, quay chưa, quay chưa? Hello mọi người nha, và đây là người vị khách thứ ba đó, em với anh Hùng Lý đây, vị khách thứ ba, vị khách thứ tư là bé Du Mi và ông xã. Bí mật nha mọi người, bí mật. Du Mi cười là bí mật. Sao tự nhiên chị nói là ông xã? À, chị lộn á, chị tưởng là làm một cặp á, giống như nè đó chị nè nè thôi không phải, nhưng mà chị là hoa hậu mà chị có sao đâu, có chồng sớm. Trời, chị có hoa hậu, anh có hoa hậu chứ là bình thường mà. Nói giỡn chứ. Xin chào kênh YouTube của Vedette Diệu Thu Phương, xin chào Hùng Lý. Trời ơi, idol của em. Xin chào hoa hậu top 12 nha chị. Top 10 em. Top 10. Top 10 rồi. Top 10 rồi, tới top 10 rồi. Bây giờ em bỏ phiếu luôn nha. Ok. Top 6 nha. Trời ơi. Sao mà lại giá hả? Cái này hả nha. Bây giờ đám cưới nha. Mọi người ơi, bốn chị em sẽ đi vô sảnh để mà xem lễ của chị hai với lại anh Hạnh nha. Mọi người hãy đi theo cùng bốn tụi em nha. Đi anh Hùng Lý thôi. Wow. Đây là chủ nhân. Đây là bé hai và em Hạnh. Xuất sắc nha mọi người nha. Mình là lầu 4 á Phương. Lầu 4 á anh Hùng. Lầu 4. Đúng rồi, lầu 4. Lầu 4. Tấn Hạnh mang đi. Hai chị mình đổi đi, chị cầm cái này để cho nó chiếu chiếu lên, em biết chị thích chiếu chiếu mà. Ờ đó. Rồi rồi. Thôi thôi đi. Nhưng mà dễ thương. Không thiệt, em biết. Em biết chị với đất vụ đối phương của em là lúc nào cũng phải vậy, lắp đa lắp đánh lên chứ đâu có thể để mà như vậy được đúng không? Thôi, cái này chết nó không hợp, em cầm nó mới hợp. Em nói thiệt. Xuất chỉ có cái này nó mới qua em thôi, đúng. Đó. Trả lời với Dung Mi đi. Đi anh Hùng Lý ơi, lầu mấy anh? Lầu 4. Lầu 4. Hồi nãy trời mưa, trời chuyển mưa. Không có chuyện. Có chuyện, chị lấy sao hết rồi. Sao đúng rồi, chị lấy sao hết rồi. Lên chị hồi hộp, chị sợ, chị ta tưởng chị là cô dâu. Thả lỏng ra. Cái này chị mới sắm bên Long Beach phải không? Sao biết hay vậy chị? Ờ, bên Phú Quốc nó nổi tiếng. Đúng rồi, đồ thiết kế ngọc trai nè. Mẹ cho em sợ với lại cho... Không, cái này là Minh Tú tài trợ cho chị. Đúng. Chị khỏi dâu. Ôi hay vậy trời. Rồi. Xuất sắc luôn. Minh Tú. Đó, mà bây giờ chuẩn bị vô sẵn nha. Hello. Cô Du Mi. Đang đi cùng Vũ Thu Phương là em Du Mi nha mọi người. Nè, bây giờ nói vài lời với lại kênh sự sức sống mới nè. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại thì Du Mi có mặt tại tiệc cưới của chị bé hai. Có em đi ăn trực nha. Không, em nói thiệt, em đi à, em đi giùm chị Cát Thi. Chị Cát Thi bận quay cho nên em đi giùm chị Cát Thi với lại rồi. Hello tất cả mọi người nha. Như thường lệ thì Vân và lời nói đầu tiên xin cho bé Vũ Thu Phương và anh Hùng Lý với lại Du Mi với lại bạn của Du Mi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của anh Sức Sống Mới nè, kênh của Thu Phương Cá Viên Chiên và kênh của anh Đêm Trăng Sáng 15 với lại kênh Nhiêu Lộc á, kênh 12, trời ơi. Kênh 12 kênh đó hả chị? Ồ, chị lộn. Đó, hello tất cả, hôm nay là một ngày rất là vui đối với lại chị hai với anh hai nha, cho nên em không biết chúc gì hơn. Em với anh Hùng Lý, lại bé Du Mi với bạn chúc cho chị hai với anh hai trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc nha. Và mọi người ơi, thì mọi người xem cái clip này thì mọi người chắc Hùng Lý nghĩ là hiện tại bây giờ là giống như là cộng đồng mạng chúng ta hiện tại là cũng đang biết về Thu Phương thì khỏi nói nha. Du Mi thì trong thời điểm hiện tại là chắc mọi người cũng đã biết Du Mi và bọn Nhi rất là nhiều. Thì cả nhà mình có ai bình luận là muốn là
một ngày nào đó thì Kênh Sức Sống và Hùng Lý sẽ qua chơi với bọn Nhi một lần hay không. Dạ. Tại vì có thời gian này cũng nghe mọi người thấy là những các em mà buôn bán á, thì Hùng Lý cũng hay đến lắm, hay đến là chơi với các em như Cát Thi và những các em khác như là Tây Thi, rồi Ti Thi Hùng Lý đã đến rồi. Chiều là Bội Nhi và Yumi Hùng Lý chưa có dịp để đến gọi là tung hứng với hai em. Thì hy vọng là nếu có ai thích thì hãy bình luận là một ngày nào đó Kênh Sức Sống mới sẽ qua bên Yumi và Bội Nhi cùng Hùng Lý nha cả nhà. Không, bây giờ không cần bình luận đâu, em vẫn mời chị qua chơi với em. Vậy đó. Okay, chị em mình có gặp nhau rồi, em dẫn mời chị qua chơi với em, ok nha. Mà bây giờ thì mình vô mình sẵn gì với sao mà giá cái giả nó nha. Mình làm thủ tục đi. Làm thủ tục nè. Bây giờ là giấy bay nha mọi người, giờ em chuẩn bị lên chuyến bay nha. Đúng rồi, chuẩn bị lên chuyến hai khởi hành nè. Thế bay hả? Bây giờ em không biết là lẽ. Một người sao ba hiệp dữ vậy? Đại diện. Sang là vậy. Sang là vậy. Anh mà làm anh là phải đi ba hiệp. Ủa vậy là bây giờ mình nhớ là giấu cái tên lại tên của người ta. Không. Bây giờ mình lại mình ký tên nam, mình ký tên nữ, ghi Nguyễn Tấn Phát hay ghi Vũ Thu Phương nào? Không, chị tên Nguyễn Văn Đen. Ê xu. Nguyễn Văn Đen chết rồi, thôi chết rồi. Cắt cho nên phút này nha. Thậm chí tới tâm địa của gia đình chúng tôi